Video này được mang đến cho bạn bởi Fastcare, hệ thống sửa chữa điện thoại, laptop và máy tính bảng có 12 cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, mang đến trải nghiệm an tâm cho khách hàng nhờ vào đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn cao, linh kiện cam kết sử dụng loại tốt nhất trên thị trường, sẵn sàng hoàn tiền 100% với quy trình công khai, khách hàng có thể xem trực tiếp và ký tên trên linh kiện để yên tâm hơn. Đặc biệt là Fastcare rất minh bạch về chi phí và không phát sinh thêm, và nếu bạn là học sinh sinh viên thì sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt giúp giảm bớt gánh nặng tài chính khi sửa chữa thiết bị. Các bạn có thể đến ngay các cửa hàng của Fastcare tại thành phố Hồ Chí Minh để tận hưởng dịch vụ đến tận răng. Đây mới thực sự là phim về nữ quyền nhất mà bạn từng biết, tại vì ngay từ cái tên nó đã rất nữ rồi. Wonder Woman Sau khi debut bùng nổ trong ngày rỗ của Superman Thì Diana aka Wonder Woman đã có cho mình một phim riêng Nhưng bộ phim này sẽ không nói về hiện tại Mà ngay sau đó Bruce Wayne gửi một bức ảnh về Diana Trong thế chiến thứ nhất cùng với một vài anh lính Để từ đó Diana bắt đầu hồi tưởng lại Cô được sinh ra ở Themyscira Vùng đất của những chiến binh Amazon Một nơi có thể được coi là thiên đường của Sweet Baby Incorporated Tại vì ở đây toàn nữ mà không có nam Từ nhỏ thì Diana đã nhận thấy mình có máu võ nghệ trong người Nên là ngay từ lúc 5 tuổi là cô đã bắt đầu hứng thú với Muay Thái và Tây Quân đồ. nhưng mẹ cô aka nữ hoàng hippolyta thì nghĩ khác bà nghĩ là diana để nên ra mv ca nhạc và bắt đầu nghĩ đến việc đi thi miss grand international thay vì ra trận lý do là vì diana là đứa trẻ duy nhất của đảo này và cách cô được đẻ ra có thể sẽ khiến Darwin phải nghi ngờ về thiết tiến hóa của mình cụ thể thì mẹ cô nặn ra một cục đất sét và rớt đánh một tia sét vào và thế là diana được sinh ra và bạn nghĩ điều đó là ảo cho đến khi nữ hoàng kể cho diana về câu chuyện của thân rớt ở vũ trụ của dc thì rớt là một liêm chân chính người rất yêu thương nhân loại và dĩ nhiên là không vác vòi của mình đi tới khắp thiên hạ kẻ phản diện ở đây là con trai của rớt thần chiến tranh ares ares tiêm nhiễm vào đầu con người mấy cái ru ba tư và khiến mọi người bắt đầu sát hại lẫn nhau để ngăn chặn thì người amazon được tạo ra với sứ mệnh số 1 là cân bằng thế giới và dĩ nhiên là giữ hòa bình cho nhân loại trong trận chiến cuối cùng thì ares thua nhưng mà không chết và một ngày nào đó hắn sẽ trở thành Voldemort thu thập đủ trường sinh linh giá và quay trở lại phát động chiến tranh đó là lý do rớt tạo ra hòn đảo Themyscira để che giấu người amazon để họ rèn luyện và đánh bại ares khi hắn ta trở lại nhưng mà nữ hoàng lại không cho con mình học cách chiến đấu nên là Diana phải học chui với gì của mình và đến khi Diana lớn đến mức đạo diễn phải thay Gagadot vào diễn thì cô đã trở thành một chiến binh xuất chúng đủ để sớm cả hòn đảo. Một ngày nọ thì cô phát hiện ra một chiếc máy bay la vào lãnh địa của hòn đảo như một Aquaman đích thực cô bơi đến chỗ máy bay và cứu được một anh khá đẹp trai. Đằng sau anh là vài chiếc thuyền của quân Đức, người Amazon lao ra để phòng thủ. Họ đù giày nhựa tách on Titan và bắn cung trông khá ngầu cho đến khi quân Đức sử dụng một biến thể của Kamezoko hay còn gọi là K98 mang tiếng là chiến binh của thần nhưng mà gặp súng thì y rằng là chúng sinh bình đẳng Di của Diana lao ra che hộ cô một viên đạn và bảo cô hãy đi ra khỏi đảo trước lúc lâm chung Sau khi đuổi hết đám người lạ ra khỏi đảo thì nữ hoàng bắt đầu tra khảo chàng đẹp trai Nhờ dây thừng sự thật thì anh chàng khai tên mình là Street Trevor, một điệp viên người Anh Anh trà trộn vào quân Đức để do thám Nhưng mà sau khi biết Đức có một trưởng lão phái ngũ độc và đang bắt đầu chế vũ khí sinh học Thì anh nổi máu anh hùng, tự mình ăn trộn cuốn sổ ghi chép và cho nổ tung doanh trại Việc cần làm bây giờ là mang cuốn sổ về cho nước Anh Điều đó sẽ giúp cứu rất nhiều người khỏi chiến tranh Diana nghe thế chiến tranh thôi là đầu nảy số mẹ ơi anh này nói về chiến tranh này chắc chắn là Ares gây ra đấy mẹ với cha Google người Đức mới là người bắt đầu chiến tranh Ares đã sai khiến người Đức kể cả Ares có là người Đức thì mẹ cũng không quan tâm Ares chết rồi biết là không có gì khó bằng thuyết phục phụ huynh Diana tìm đến Steve để hỏi à đây là cái gì đấy Uh, đây là cái đồng hồ để chỉ thời gian Là sao? Là cái đấy nó sẽ cứng lên vào mỗi 12 giờ trưa Nhầm chỗ rồi cái đồng hồ trên tay tôi mà Thôi bỏ qua cái đồng hồ đi Thế giờ anh định làm gì? Tôi sẽ trở về anh Nghe hơi kỳ quặc vì tôi mới quen anh có một tiếng thôi Nhưng mà cho tôi theo với Thế là Diana lẻn vào trong thành Và lấy dây thường sự thật Thiên không Varbanium vào thanh kiếm diệt thần Sau đó bỏ đi cùng Steve Nếu hoàng đuổi theo nhưng mà không ngăn cản Và khuyên con hãy thượng lộ bình an Trong lúc đó tại Đức Đại úy Striker thay vì triệu tập các dị nhân Thì đã chuyển sinh trở thành đại tướng Ludendorff của quân Đức Và có một tin tệ hơn là sau khi mất cuốn sổ tiến sĩ đập còn tạo ra được một quả vũ khí sinh học còn mạnh hơn cả cái lần trước lúc này thì steve và diana cũng đã đến london việc đầu tiên là phải đưa diana đi sắm sửa quần áo cha cô tôi là etta trợ lý của steve trợ lý là cái gì là sếp bảo gì thì làm đấy Thế nếu tôi thay chữ sếp thành chữ chủ nô no, thì cô sẽ được gọi là nô no lệ đúng không? Diana đã có được sự hài hước thứ mà 90% người anh không có. Sau đó thì Steve đưa cuốn sổ đến chỗ các đại tướng, sau khi nghe được kế hoạch vô cùng kinh khủng và có thể hủy diệt thế giới, các đại tướng trong đó có ngài Patrick Morgan lại quyết định đình chiến. Steve không thể nói gì hơn và còn Diana thì bắt đầu điên lên và gọi các đại tướng là đồ hèn ở ngoài đời thì chắc chắn là cô sẽ bị găm nguyên một băng M4 vào đầu nhưng mà thực ra là Steve cũng nghĩ giống Diana và anh dự định sẽ tự mình đi ngăn chặn tiến sĩ độc và đại tướng Ludendorff và để làm điều đó thì anh sẽ cần một đội nhóm mô típ không khác gì đội trưởng Mỹ nếu bạn hỏi tôi và những người được triệu tập là điệp viên Samir vừa lùn vừa dâu trạ thủ Charlie vừa ngáo vừa đơ ngài Morgan xuất hiện nhưng mà ngài không chịu hồi cá sấu mà giúp nhóm của Steve biết vị trí cuối cùng của Ludendorff để bám theo nhóm bắt đầu di chuyển đến bỉ tại đây thì họ kết nạp thêm một người mới đến từ bộ tộc Missy Gaming tên là Napi sáng hôm sau cả nhóm đi ra chiến tuyến Diana thấy dân ở đây khổ quá thì muốn giúp Nhưng mà Steve bảo họ không có thời gian Tại vì ở đằng trước là quân Đức và họ phải tìm cách để vượt qua Diana thì kiểu bố cái bọn human yếu đuối này Cô tháo dây buộc tóc, cởi áo choàng Mặc một bộ đồ tăng 100% độ ngon Và không hề giúp ích cho chiến đấu Lao vào giữa trận địa địch Như một con ngộ không cầm ba thú tượng thạch giáp Diana hút toàn bộ hỏa lực của quân Đức Steve và quân đồng minh nhân cơ hội xông lên Họ tiến được vào làng Diana bắt đầu bật mốt bắt nạt người bình thường Dẹp hết quân địch chỉ trong 5 phút của phim Trong đó có rất nhiều cảnh slow motion Người dân ở đây cảm kích và và chụp cho cô một bức cùng với các đồng đội cũng chính là cái tấm ở đầu phim Steve liên hệ với ngài Morgan và được chỉ đạo là không làm gì thêm để vì ngày mai lệnh đình chiến sẽ phát huy tác dụng nhưng mà dĩ nhiên là có cái nịt Ludendorff với để chiến tranh kết thúc Steve vẫn sẽ làm việc mặc kệ lệnh cấp trên trước ngày định mệnh Diana và Steve có một đêm nghỉ ngơi tại làng sao ông này yêu nhau ở đây tôi hay xem phim Hàn tôi biết ngày hôm sau thì Steve sẽ đột nhập vào bữa tiệc ăn mừng đình chiến của quân Đức và Ludendorff chắc chắn cũng sẽ ở đó kế hoạch là Steve đột nhập vào và dò hỏi vị trí chứa vũ khí sinh học nói chung là một cái vụ đột nhập lén lút nhẹ nhàng thứ mà Diana sẽ không bao giờ làm được và đoán xem Diana sẽ làm gì ạ à? Và tôi thực sự không hiểu sao là cô này có thể nhét cái kiếm sau lưng như thế Sau một cuộc nói chuyện nhanh với Ludendorff thì Diana chắc chắn hắn ta là Ares Cô định rút kiếm ta chém thì Steve ngăn lại Nhưng mà Steve có cái tuổi gì mà đòi ngăn Wonder Woman Cô vẫn đuổi theo Đúng lúc Ludendorff kích hoạt một khẩu pháo bắn về ngôi làng xa xa để thử vũ khí Cả ngôi làng chết sạch Diana đổ tội cho Steve Người mà hoàn toàn không liên quan Sau đó cô đuổi theo Ludendorff tại một doanh trại của Đức Sau một trận chiến dễ dàng thì Diana đã giết được Ludendorff Nhưng mà dĩ nhiên là chiến tranh vẫn chưa kết thúc Steve chạy tới em giết ông ta rồi nhưng mà sao chiến tranh chưa kết thúc đừng nói nữa chúng ta phải ngăn chúng lại em giết thần chiến tranh rồi nhưng mà chiến tranh vẫn còn trả lời đi bởi vì thần chiến tranh không phải là người đức khổ quá nói từ đầu phim rồi mẹ em nói đúng con người không đáng được cứu giúp nghe này thứ nhất là mẹ em khả năng cao là u tròn thứ hai là phim này ủng hộ nữ quyền em mà không giúp anh là phim rất dở hơi đấy diana đứng ngơ ngơ một lúc Steve thì phải khẩn trương chạy xuống doanh trại và phát hiện một chiếc máy bay được chuẩn bị rất nhiều vũ khí sinh học sẵn sàng được thả ngài morgan đột nhiên xuất hiện trước mặt diana hóa ra ông ta không phải là thần cá sấu mà chính là ares diana dùng thanh gương diệt thần để đâm Ares nhưng mà hóa ra thanh kiếm này chỉ là hàng cosplay, vũ khí diệt thần đích thực lại chính là Diana. Ares tiết lộ hắn chính là vị thần của sự thật, hắn ta không phát động chiến tranh vì hắn ta không phải là người đức, hắn chỉ truyền bá tư tưởng ru ba tư vào đầu con người và khiến họ tự cắn xé lẫn nhau. Ares thuyết phục Diana rằng loài người sẽ phải chết nhưng mà Diana không đồng ý. Không đồng ý thì bố mày đánh mày luôn. Ares giật xét hất Diana bằng tít ra xa. Steve chạy đến bên Diana, Diana bị điếc tạm thời sau vụ nổ nên là không nghe được Steve nói gì. Nhưng là một chuyên gia đạp khẩu hình miệng thì tôi nghĩ là Steve nói là anh đi chết đây thì định hy sinh để ngăn cản chiếc máy bay tại vì nếu nó nổ ở dưới đất thì mọi người chết hết nói xong thì dĩ nhiên là steve lên máy bay rồi chết thôi <laughs> Captain America à? Cũng Steve mà Diana nhìn thấy và cô hóa thần à, Xong đoạn này đánh nhau thì tôi bỏ qua Nói chung là Diana thắng Ares chết Quân Đức thua Quân đồng minh thắng Thế chiến một kết thúc Steve chết nhưng mà Diana đây vẫn phải tiếp tục thôi Nhưng mà trong một vũ trụ nào đó Thì bạn có nghĩ là Steve sẽ quay trở lại được hay không Thì tôi cũng không biết Nhưng mà tôi chỉ biết là Fastcare là hệ thống sửa chữa điện thoại Laptop và máy tính bảng uy tín Tại thành phố Hồ Chí Minh Với nhiều ưu đãi đặc biệt cho học sinh sinh viên Ok hết phần 1 nha Rồi bây giờ chúng ta đến với phần 2 Với cái tên cũng rất nữ nhưng mà có thêm số 5 Wonder Woman 1984 Diana đã xuất hiện trở lại với tầng màu phim Viên Gan Bể như phần trước thì chúng ta lại được xem quá khứ của Diana Lúc mẹ cô bắt một cô bé 10 tuổi chạy thi với mấy bà chị Trông như kiểu bố đấm nhau với trẻ con ấy Thể chất không có thì đó là lúc trí tuệ lên ngôi Diana chứng tỏ rằng người thành công thì thường chơi bẩn Nhưng mà ở đạo phụ nữ thì chỉ có sự thật mới là tất cả Mọi thứ sẽ không phải sự thật nếu như nó không phải sự thật Nghe thì khá kỳ quặc nhưng mà Diana phải chấp nhận sự thật rằng là cô yếu vãi trưởng Và kẻ gian lận thì sẽ không trở thành một người hùng Diana ngồi câm như hến Chỉ để mẹ cô bước từ trên xuống và nói Mày kém vãi trưởng con ạ à. Bí ba là một ngày nào đó thì Diana sẽ có có cơ hội để thể hiện bản thân bài học không liên quan lắm và chúng ta bay ngay đến năm 1984 thành phố thời đấy trông vui phết người dân thì tự sinh tự diệt Diana tiếp tục làm người hùng thầm lặng với những công việc của một anh hùng trong Hero Academy cụ thể là cứu giúp mấy người đi đường nhìn chung thì công việc anh hùng của Diana khá là nhàn không biết là cô có suy nghĩ đến việc đến Gotham cho nó vui không và thử thách thực sự đây rồi một vụ cướp và thằng cướp làm rơi khẩu súng khiến ai cũng biết bọn này là cướp Nữ cảnh sát dưới sảnh không đuổi theo mà gọi anh cảnh sát anh cảnh sát ở tầng dưới chĩa súng lên tầng trên bảo thằng cướp đứng yên và thằng cướp đứng hắn bắt cô bé làm con tin và dọa sẽ thả cô bé xuống dưới bro đang thực sự muốn đém đi cái đường thoát duy nhất của mình tôi đánh giá là yêu quý cao đấy ông cướp đi cùng mình cũng ngạc nhiên về độ ngu của thằng bạn mình sinh mạng của đứa trẻ thực sự phụ thuộc vào việc tên cướp có tay đủ to hay không diana xuất hiện nữ thần chiến binh amazon múa dây xoay người tạo dáng đáng yêu trong trung tâm thương mại dân tình bắt đầu thắc mắc người phụ nữ này là ai cô có tập trung lớp với black Pink Lisa không mà sao body mưa thế nhưng diana đơn giản chỉ là con gái thôi và cô rất nhớ steve diana nhìn xa xăm lên trời và nhận ra là phim đã mất quá nhiều thời gian cho nhân vật chính nhân vật phụ phải cần xuất hiện ngay và chúng ta được gặp Barbara một cô nàng trông cũng năng động trẻ trung nhưng mà vì tên cô có tận hai chữ ba nên là bị mọi người khinh thường tình cờ thì Diana cũng làm ở đây và giúp Barbara trong Diana khá sang nên Barbara muốn bắt quang làm họ ngay và họ cùng nhau ngắm nghĩa đồ cổ Diana tìm được viên đá có khả năng biến điều ước thành sự thật nếu đúng như những gì nó ghi trên đấy muốn anh trai đi qua ước có cốc cà phê anh liền có ngay liệu có phải trùng hợp không nếu mà không thì tôi ước là Jujutsu Kaisen chỉ có một mùa thôi Diana cũng cầm lên ước thử một phát biết đâu gì và cô ước Steve trở về. Đần vãi, nếu mà tôi tôi sẽ ước Pacific Rim có phần 2. Tôi đến khi đang trở về nhà, Barbara bị biến thái quấy rối và Diana lại xuất hiện kịp thời, khiến Barbara cả ngỡ mộ Diana hơn. Nhưng mà đây không phải là phim đồng tính nữ nên là Barbara đem ý định đấy nói với viên đá thần. Ngày hôm sau thì mọi thứ đã khác. Barbara chỉ cần tụt váy là tất cả mọi người đều để mắt đến cô. Trong đó có một anh doanh nhân bán dầu nổi tiếng trên TV tên là Maxwell mới đến và ý định hợp tác với viện nghiên cứu của Barbara. Hoặc là bây giờ anh ấy thấy Barbara ngon hơn hôm qua. Cô thì cũng thấy Max ngon trai nhưng mà liệu có con không khi mà cô biết Max phá sản mất rồi, lương nợ nhiều hơn cả Barcelona. Từ nay về sau hai cha con nhà Max thì chỉ có chan cơm ăn với nước. Tất cả hy vọng của anh dồn vào viên đá thần mà anh đọc được từ cái tài liệu cổ nào đấy nên là anh mới tiếp cận Barbara để ăn trộm viên đá này. Với cái đầu chứa toàn bộ tinh túy của các nước Tây Á thì bố này đã ước mình trở thành viên đá sống. Chị, nếu mà đúng chắc là anh này trở thành người thực vật hoặc là The Rock à thì tôi không biết trước bộ y tế chưa đặt tên cho trường hợp này. Trong lúc đấy Diana bất ngờ gặp một anh trai lạ tự nhận mình là Steve tại vì anh là Steve thật chuyển sinh vào thân xác của một anh trai lạ Diana thì ok miễn là Steve Ê, nhưng mà lúc ấy thì cô có hứng với Steve phải là anh trai lạ kỳ phết nếu mà Steve chuyển sinh vào ai thì xấu xấu thì không biết là Diana có chấp nhận không nhưng mà sau bao năm sang cách Diana chưa bao giờ vui thế này cô này dắt Steve đi chán chê để mới nhận ra là ôi không viên đá này ước được thật mình phải cất nó đi trước khi có ai khác ước mất hai người đến tìm Barbara để hỏi về viên đá chịu tôi đã ngủ với Max nhớ mỗi thế thế là hai người đến công ty của Max và tìm được mỗi cái nịt Diana đọc chữ bên trong và nhận ra đây không phải là đá bình thường mà nó là đá thần có nghĩa là nó không bình thường trong lúc Diana bận nghiên cứu cứu ngôn ngữ học thì nghề ước thuê đang là vua trong thành phố Max đi gài mọi người ước và thực hiện điều đó giúp họ đổi lại những điều có lợi cho hắn Nếu mà gặp Max thì tôi sẽ ước là có Pacific Rim chắc chắn rồi Và quan trọng nhất là Max sẽ hạ bệ những kẻ ngáng đường mình Diana phát hiện ra nên là sang Cairo tìm Max Hai người đi scam máy bay chính phủ bay trái phép trong đêm Diana dùng cái kỹ năng siêu hạng gì đấy để làm chiếc máy bay tàng hình Và Steve thì lao vào chỗ đang bắn pháo hoa quốc khánh để kiểm tra xem là mình có tàng hình hay không Thông minh lắm Steve hay là đem sự thông minh đấy đối đầu với Max Kẻ lúc này đã lừa được đối thủ của mình tạo nên một bức tường ngăn cách quanh thành phố của của hắn và khả năng cao điều tiếp theo là thả titan bên ngoài. Diana vô tình bắt gặp Max trên đường hắn bỏ chạy. cô cởi đồ lao về phía Max với CGI đủ để hồi sinh Paul Walker. cô nhanh đến mức có thể vung dây bắt cả đạn nhưng mà đuổi kịp theo chiếc ô tô thì không. Steve phải ra tay tương trợ để chứng tỏ mình có tác dụng trong phim. Diana bay được đến chỗ Max và hỏi là số đá còn lại ở đâu. ý tôi là viên đá đâu? đá đây. anh à nhầm, tao ở đá đây. Diana sốc địch bắn Diana, Diana bị thương, phụ nữ kỳ diệu mà bị thương ư? Steve giúp bằng việc bắn một quả tên lửa về phía trước. Diana thấy có hai đứa bé đá bóng trên đường cao tốc, cô bắt lại quả tên lửa Steve vừa bắn để cứu hai đứa trẻ, còn Max thì cứ thế chạy mất. Cảm ơn Steve, việc anh xuất hiện có rất nhiều ý nghĩa đối với mạch phim đấy. Sau đó thì Diana gọi hỏi Barbara về viên đá. Cô biết được viên đá này đi đến đâu là người chết đến đấy và nền văn minh cuối cùng nó hủy diệt là nền văn minh Maya, nên là Diana đi tìm một người hiểu biết về Maya để hỏi. Nhưng có một điều mà Diana không biết là Barbara giờ đã khác, cô đẹp hơn, ngầu hơn và đánh cũng đau hơn cả ba hội ngộ tại nhà anh bạn ra đen maya họ biết được viên đá kia rất quỷ nó ban điều ước nhưng đồng thời lấy mất thứ giá trị nhất của bản thân diana bị phế võ công còn barbara trở thành đứa ngưỡng dâm con heo để bà ra xuống biển cách duy nhất để phá giải mọi thứ là từ bỏ tất cả điều ước của mình và dĩ nhiên là không rồi. barbara chuồn luôn để vì chỉ có ngu mới từ bỏ trong lúc đó thì max tiếp tục ban phát điều ước nhiều nhất có thể nhưng mà càng ban nhiều thì anh càng trở thành stephen hawking max bảo là làm kiểu này mệt vãi trưởng giá mà còn cách nào đấy để tiếp xúc với cả nhân loại cùng một lúc nhưng mà thay vì thuê một thằng ước hộ mình thì anh đến nhà trắng ban cho tổng thống điều ước đổi lại toàn bộ quyền lực của ông và ở đây thì anh thấy được một cái vệ tinh giúp anh tiếp xúc với tất cả mọi người hay là anh bạn ước là ai cũng ước đi nhỉ anh bạn có sức mạnh đấy mà max ngay lập tức đến chỗ cái vệ tinh nhưng mà diana đã ở đây ngăn chặn barbara xuất hiện cả diana vì nếu thu lại điều ước thì cô sẽ từ blackpink lisa chuyển thành mèo simi mất diana khuôn bảo các thứ bảo là đừng tin vào những thứ không có thật sự thật chỉ có một mà thôi ngày nào ăn cơm cô nan cũng nói với cô như thế lời của diana nghe khá cảm động ấy nhưng mà diana cũng ước mà đạo đức giả thế là tiêu chuẩn kép rồi diana nghĩ lại cũng thấy chuẩn phết và đã đến lúc cô phải lựa chọn có bốn phương án cho diana và tất cả đều là steve phải chết cho nó lãng mạn tình cảm cô đang nhìn steve lần cuối nói lời tạm biệt anh từ bỏ điều ước và lấy lại sức mạnh cô cưỡi cân đầu vân về nhà lấy bộ giáp của gia tiên và cưỡi cân đầu vân phát nữa đến chỗ max max thì đã đến được chỗ vệ tinh và ban phát điều ước cho tất cả mọi người tất cả những điều ước phục vụ cho lòng tham con người sẽ được đưa ra thế giới trở nên hỗn loạn thì vì ai cũng trở thành vua chúa hết chỉ có đứa con của max ở nhà là ước bố mình quay trở lại nhưng mà cái điều đấy lại không ước được ảo ấy. Diana buộc phải đến nơi đối mặt với cô là Barbara trong thân xác một con báo vì cô này đã ước mình trở thành kẻ săn mồi số 1 hay là ước mình thành Taylor Swift đi sao? Hai bên giao chiến căng thẳng, Diana phát huy sức mạnh của bộ giáp tổ tiên để lại bằng việc tháo mẹ ra tại vì trông nặng vãi trưởng. Trận chiến không có hồi kết cho đến khi dây điện tham gia vào cuộc trò chuyện thì Barbara ngất đi còn Diana tiến vào trong nhưng mà cô không thể làm gì Max, chỉ có một cách duy nhất, Diana phải gọi Naruto nhờ cậu thông não chi thuật nhưng max không nghe diana thông não cả thế giới chả có đứa nào nghe làm tham của con người là vô đáy không ai muốn làm đạt villa ai cũng muốn trở thành chúa trời đó là lý do mà thế giới sắp bị hủy diệt và Max làm thần để làm gì nếu mà tất cả chết hết bao gồm cả con trai anh Max sẽ ngẫm ra chuẩn phết anh thấy con mình đang lang thang ngoài đường phố tìm bố Max thương con nên rút lại điều ước và tất cả mọi người trên thế giới cũng thế bởi vì đây là phim chưa hiểu ngoài đời chắc kiểu gì cũng có ông không từ bỏ và mọi thứ lại như chưa hề có cuộc chia ly Diana lại tiếp tục sống một mình tại vì sự thật chỉ có một cái gì không phải sự thật thì dĩ nhiên không phải sự thật may là phim này ra vào năm 2020 nhé nếu mà ra vào năm nay thì đây sẽ là cái phim đồng tính nữ và phụ nữ kỳ diệu ra đen tôi là vui vẻ đừng quên đăng ký tờ review để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại